We have upperclassmen from the junior and senior classes that are here leading the new cadets. Let's go! Do you want your boots or not? They better be in the bag! So this is a leadership laboratory, not only for our new cadets, but also for our upper class as they work on their leadership skills. Chuyện ở West Point, ở Mỹ. Đi xin việc làm, nếu vào thế có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì coi như cầm chắc một suất rớt. Đi về cho nhanh, khỏi phỏng vấn nữa. Rất đông các sếp lớn của các tập đoàn Mỹ tốt nghiệp trường West Point. Tỷ lệ giám đốc điều hành, CEO trên sinh viên tốt nghiệp cao hơn ở Harvard, Stanford hay Yale. Lưu ý là từ tỷ lệ. Trong giới CEO quốc tế, nếu nghe ai nói tao từng học ở West Point, người ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới như một thực thể lạ, một con người hoàn hảo, không xếp hạng được vì nó không có tiêu chuẩn để xếp. Vậy West Point là trường gì? Đó chính là Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Điều khá lạ là mặc dù Học viện Quân sự nhưng lại là lò đào tạo các quản trị cao cấp cho kinh tế thế giới. Sau 5 năm học, buộc phải phục vụ trong quân đội phần lớn, sau đó thì các bạn rời bỏ binh nghiệp, học thêm một bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, đi làm cho các tập đoàn rồi thăng tiến rất nhanh, thường trở thành quản lý cấp cao, CEO tầm quốc tế mà các công ty săn đầu người hay tìm để làm sếp, ví dụ hãng hàng không quốc tế A, hãng dược phẩm B, tập đoàn hàng tiêu dùng C, vân vân. Ở West Point có một slogan là: cứ đưa cho tôi một người không phải là tâm thần, tôi có thể đào tạo thành một công dân ưu tú. Mỗi năm, trường West Point chỉ tuyển khoảng 1.300 bạn, những học sinh ưu tú nhất của hơn 300 triệu công dân Mỹ và 7 tỷ người trên trái đất. Trong 4 năm học, bắt buộc phải loại thải 10%. Năm cuối chỉ còn lại dưới 1.000 bạn. 300 bạn bị loại ấy, mấy trường như Harvard, MIT, Cambridge, v.v. giành hết. Vì chủ yếu, rớt bên West Point là môn thể lực chứ trí tuệ là vẫn quá ngon để đào tạo thành một sinh viên ưu tú giúp trường nổi danh. Chương trình học ở West Point rất đa dạng, từ vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng mền chiếu gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo. Trên thông thương văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Tony quen với anh bạn tốt nghiệp trường West Point và đang làm sếp của một công ty đa quốc gia ở Singapore. Mỗi lần gặp, anh kể về trường West Point với một thái độ tự hào, mình nghe mà say mê. Chiếc nhẫn biểu tượng của cựu sinh viên Webber ở trên tay anh lấp lánh. Anh kể, sinh viên Webber vừa vào trường đã bị khủng bố tinh thần. Quan niệm là trụng nước sôi 100 độ rồi đem trụng qua nước đá, để sau này, dù có bất kỳ sự cố gì trong đời, họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng si nhê. Đầu tiên là họ nhốt từng tốp sinh viên vào trong phòng, sau đó 2 giờ thì thả ra, yêu cầu trả lời các câu hỏi như: có bao nhiêu bóng đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy giờ, lúc ra mấy giờ, người ngồi bên trái có đeo đồng hồ không, người bên phải tên gì, vân vân và vân vân. Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên về óc quan sát, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài ba. Và N bài học như vậy, sau này ảnh đem các bài học về chế biến thành tài liệu dạy sinh viên các trường đại học khác hay cho một nhân viên thực tập của tập đoàn. Cứ một đứa đoạt giải ngáo ngơ toàn quốc, vào mà chịu học, 6 tháng sau thì lột xác thành phiên bản hoàn toàn mới, thành cỡ Steve Jobs luôn. Tony xin tài liệu của ảnh, đem về Việt Nam dịch, áp dụng cho hãng của mình và đang biên tập lại cho câu lạc bộ con nhượng. Các bạn bấm like Tony buổi sáng để đọc các tài liệu này đã được Việt hóa theo kiểu của Tony Style. Anh nói, rõ ràng dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ. Nếu chịu khó và có phương pháp đào tạo đúng, ngây ngô, ngáo ngơ vẫn trở thành xuất sắc. Vì chúng ta giỏi lắm chỉ sử dụng 1/10 khả năng của não bộ. Trở lại Học viện West Point lừng danh trên bờ sông Hudson, cách không xa New York. Đây là ước mơ của mọi ông bố khi có một đứa con trai chào đời. Và muốn nó đã mang tiếng ở trong đất trời thì phải có danh gì với núi sông. Đào tạo để trở thành công nhân có ích, giỏi giang để thỏa chí tăng bổng, vùng vẫy dưới trời đất. Khi 18 tuổi, trong lúc đám trẻ ngây ngô kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, quán cà phê, vũ trường, rú rượi xõa thóc, đi ra đi vô mà không biết làm gì, suốt ngày chắt chít đang cuội, ngủ nhiều hơn là học,
nên đầu óc cu mê mê, nông cạn, cái gì cũng làm biếng, cũng lười. Thì các bạn Webber đã vất vả đầu tư vào thể lực, trí lực. Thư viện West Point mở 24/24. Ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi, ghi ghi chép chép những cuốn sách dày cộm phải đọc xong trong một vài ngày, đọc nhanh và rất nhanh để sau này đi làm giấy tờ công văn nhoi nhói để phúc đáp. Chứ thể loại thế chữ nhiều đọc nhức mắt thì thôi khỏi tuyển dụng. Nó đánh vần một công văn đọc xong mất hết cả ngày. Năng suất lao động kém, tri thức thì phải đọc nhanh để làm việc giỏi, mà muốn đọc nhanh thì phải luyện tập. Anh kể, kỹ năng thuyết trình, thuyết pháp làm sao cho người nghe rụng rời chân tay nằm trong chương trình học. Những bức tường web hoi luôn đông nghẹt những học sinh viên đứng nhìn vào đó, tập nói với bức tường rồi tự thâu âm nghe đi nghe lại. Nói sao cho hay, cho đẹp thì mới thôi. Nên sau này mình gặp một CEO từng là một webber nói chuyện, ai cũng có cảm giác mình đã quen họ từ lâu lắm rồi. Nghe giọng ấm áp trầm bổng ấy, mình chỉ muốn đi theo để được bảo ban, dạy dỗ, trưởng thành. Webber được đào tạo kỹ về thể lực trong suốt 4 năm, dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp. Họ phải lăn lê bỏ trường tập thể lực. 5 giờ sáng là kèn đánh thức dậy, tập thể lực bằng các bài tập với cường độ nặng của một vận động viên nhà nghề. Tập bơi đứng nước mấy tiếng đồng hồ, ai đuối quá thì vớt lên, coi như rớt. Rồi vượt mọi địa hình, rèn luyện thể lực sao cho mọi điều kiện thời tiết đều phải thích nghi. Nóng 45 độ ở châu Phi hay âm 20 độ ở Alaska đều chịu được. Kỹ năng tồn tại cho một webber được chú ý đào tạo. Những lần trong đêm tối, họ bị thả vào giữa đường, phải tìm cách trở về trường bằng mọi khả năng có thể. Nhìn các vì sao trên trời đoán hướng, tìm thức ăn, con gì ăn được, cây gì ăn được, vân vân. Có khi đang ngủ say, 2 giờ sáng bị đánh thức dậy để kiểm tra kiến thức với các câu hỏi như 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại là ai, tướng Trần Hưng Đạo viết binh thư yếu lược với nội dung chính là gì. Nếu bạn là Napoleon, bạn sẽ viết lại lịch sử của Waterloo như thế nào, vân vân và vân vân. Không trả lời được, phải đứng ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ, lên thư viện để ngồi tự tìm tài liệu, coi như nợ câu trả lời. Họ thiết kế một chương trình đào tạo để mỗi webber có một vóc dáng của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý. Khi họ về già, họ thành lập các câu lạc bộ webber alumni, đi câu cá bên bờ biển Caribe, đi ngắm hoàng hôn ở Bali, thong dong tự tại phong lưu tuyệt đỉnh. Ai cũng có một tuổi trẻ học và làm như điên. Còn có người đàn ông trên đời về già rồi mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì có thể họ kém may mắn, nhưng cũng có thể họ lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong các trò trai gái, ăn chơi đàn đúng, xài tiền cha mẹ, hay đơn giản là lười nhất thay. Làm biếng thì sau này phải khổ, thế thôi, trách ai. Nếu các bạn nhìn vào các sinh viên West Point đánh đàn, nhảy, khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám hiểm, vẽ, vân vân, thậm chí là ngồi tỉ mỉ cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn sẽ thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, bạn vẫn còn lười quá. Một ngày chỉ có 24 tiếng là công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta ngủ từ 6 đến 8 tiếng, tức là 1/3 cuộc đời cho việc ngủ. Nên ai cũng chỉ còn 16 giờ trong ngày, nên phải chia ra làm gì, học gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một webber nếu buổi sáng sớm không nộp được một bảng mô tả công việc daily to-do list cho bạn trưởng nhóm thì coi như nắm sắc suất cuốn gói về quê. Không có chuyện ngủ dậy mà không biết ngày đó mình phải làm gì. Sinh viên người Việt ở West Point khá đông, nhưng đều là Việt kiều, nữ nhiều hơn nam. Du học sinh quốc tế West Point mỗi năm chỉ vài ba chục bạn, vì đầu vào quá khó. Cambodia, tức là Campuchia, có một vị tướng trẻ tuổi 30 tuổi tốt nghiệp trường này. Bạn nhìn thấy cậu này không mê thì thôi. Đẹp ngời ngời từ ngoại quan đến nhân cách, mạnh mẽ nam tính, thông tuệ, quý phái từ cốt cách đến tinh thần. Một nụ cười cũng chứa đựng sự bao dung như trời đất. Thật là có gì không có gì sánh nổi. Sự kiện tranh chấp đền Free Vinher với Thái Lan, hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào, thậm chí đã vang lên tiếng súng. Trước tình hình cấp bách đó, anh nhận nhiệm vụ của Tổ quốc, lên đường đi đàm phán với người Thái. Và chỉ với một ánh mắt ấm áp, vài câu nói sắc sảo theo phong cách của West Point, bên Thái Lan đã phải xin lỗi rút quân, nhường lại ngôi đền cho quê hương Campuchia của anh, và Thái Bình đã trở lại về trên quê hương của đất nước Chùa Tháp.